Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì có thể nói là trong tuần lễ 30 tháng 4 thì đã có một cái tin tức hết sức chấn động đối với những người ở hải ngoại và kể cả những người ở trong nước, thưa quý vị. Và câu chuyện chúng tôi muốn nói đến đó là câu chuyện ca sĩ Đan Nguyên, một người có thể nói là một trong những ca sĩ chuyên trị dòng nhạc vinh danh Quốc lực Việt Nam Cộng Hòa và hát những bài chống cộng, và là một trong những ca sĩ chủ lực của Trung tâm ca nhạc Asia chuyên trị các bài về Quốc lực Việt Nam Cộng Hòa, về Việt Nam Cộng Hòa, về cái việc chống cộng, chẳng hạn như hát những bài của ca nhạc sĩ Việt Khang, Việt Nam tôi đầu, vân vân. Và anh thường xuất hiện trên các video nói về nhạc lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa với hình ảnh là bộ quân phục rằn ri, thưa quý vị. Và thậm chí là anh có những hoạt động như đi biểu tình chống cộng. Và quý vị có thể thấy là hình ảnh ca sĩ Đan Nguyên đang cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ đi biểu tình chống cộng ở hải ngoại, thưa quý vị. Thì điều đó là ai cũng biết hết. Những người mà lên trên YouTube hoặc là coi các băng video của Trung tâm Asia đều biết như thế, thưa quý vị. Tuy nhiên có một tin tức hết sức chấn động gây một cái sự chắc chắn sẽ có những sự tranh cãi lớn, thưa quý vị. Đó là việc mà anh ca sĩ chống cộng Đan Nguyên này về Việt Nam trong cái dịp 30 tháng 4 vừa qua, thưa quý vị. Và hiện nay anh vẫn đang ở Việt Nam. Thì có thể nói là câu chuyện một ca sĩ chống cộng lại xuất hiện ngay ở Việt Nam, là một đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thưa quý vị. Và anh đã từng cầm cờ vàng ba sọc đỏ chống lại chính quyền nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này khiến cho cả hai bên, bên phía ủng hộ cờ vàng và bên phía ủng hộ cờ đỏ, đều bức xúc, thưa quý vị. Thì chúng tôi đã làm một cái trưng cầu khán thính giả khắp nơi về vấn đề này. Thì đối với những người cờ vàng, những người ở cộng đồng tị nạn California thì cho rằng đây là hành động phản bội, đâm sau lưng chiến sĩ của ca sĩ Đan Nguyên này, thưa quý vị. Từ một cái ca sĩ hàng đầu chuyên hát cho cộng đồng tị nạn cộng sản ở khắp nơi, thì bây giờ anh đã về với quê mẹ, thưa quý vị. Và bên phía những người ủng hộ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng lên tiếng phản đối hết sức gay gắt ca sĩ chống cộng này, thưa quý vị. Cho rằng là anh không nên đi về Việt Nam khi anh đã từng tuyên bố là bao giờ còn cộng sản ở Việt Nam thì sẽ không về Việt Nam, thưa quý vị. Nói chung là anh có những tuyên bố như thế hoặc là những bài hát chống cộng với giọng hát của Đan Nguyên. Ở đây chúng tôi nói là ca sĩ Đan Nguyên rất có tên tuổi, có số má trong làng chống cộng ở hải ngoại, thưa quý vị. Đương nhiên, việc một người chống cộng đi về Việt Nam chắc chắn là sẽ gây ra những sự bức xúc phẫn nộ lớn trong cộng đồng người tị nạn ở hải ngoại, thưa quý vị. Không riêng ở Mỹ mà chắc chắn còn ở nhiều nơi khác. Thì có những lời kêu gọi tẩy chay, rồi kêu gọi loại ca sĩ Đan Nguyên khỏi các sinh hoạt cộng đồng, vân vân, trên một số diễn đàn mạng, trên một số những nhóm, những group điện thư, email, vân vân, thưa quý vị. Và cũng có một số người thì họ ủng hộ việc quay về với quê mẹ của ca sĩ Đan Nguyên, một ca sĩ chống cộng, thưa quý vị. Họ nói rằng là ca sĩ Đan Nguyên đáng được chào mừng, đáng được hoan hô khi mà anh quay về theo nghị quyết 36 thưa quý vị, chỉ thị 45 vân vân. Và anh thực tế là đang ở Việt Nam thưa quý vị. Thì cũng có những người chắc chắn không chấp nhận việc một ca sĩ chống cộng bỗng nhiên xuất hiện ở Việt Nam để làm một cái vấn đề gì đó hoặc là có những hoạt động gì đó ở Việt Nam thưa quý vị. Họ không chấp nhận, thì chúng tôi cũng rất thông cảm cho tất cả những ý kiến đa chiều của tất cả các khán thính giả trên cộng đồng mạng thưa quý vị. Thì đó là lý do mà chúng tôi đang làm một cuộc trưng cầu khán thính giả và xin mời khán thính giả khắp nơi vào để mà viết ý kiến riêng, chọn lựa, và chúng tôi xin thành thật cảm ơn thưa quý vị. Thì việc mà ca sĩ Đan Nguyên, một ca sĩ chống cộng hàng đầu, bỗng nhiên vào dịp 30 tháng 4 xuất hiện ở trong Việt Nam là một sự kiện lớn đối với cộng đồng ở trong nước lẫn ở hải ngoại thưa quý vị. Thì câu chuyện này chắc chắn sẽ còn bùng nổ và kéo dài. Nhưng ở đây chúng ta cũng xin nói rõ cái quyền tự do cá nhân của ca sĩ Đan Nguyên cũng cần được phát huy và